Tổng thống Zelensky kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động sau cuộc tấn công của Nga vào trung tâm cuộc sống. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga là một quốc gia khủng bố tại Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Ba 28 tháng 6. Zelensky đã thúc đẩy Hội đồng Bảo an trục xuất Moscow khỏi Liên Hợp Quốc và thành lập một tòa án để điều tra các hành động của quân đội Nga tại Ukraine. Quân đội đã tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, Nga là một thành viên có quyền phủ quyết và có thể tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ hành động nào như vậy. Tổng thống Zelensky nói rằng nếu nước Nga tuyên bố rằng tất cả những nạn nhân này không phải chịu thiệt hại từ cuộc tấn công tên lửa của họ, thì tôi đề nghị Liên Hợp Quốc cử đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hoặc Ủy ban đặc mệnh toàn quyền tới địa điểm xảy ra vụ tấn công. Liên Hợp Quốc có thể độc lập tìm hiểu tất cả thông tin và thấy rằng đây thật sự là một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Moscow gọi cuộc đổ bộ của họ là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm loại bỏ Ukraine khỏi tay phát xít. Lý do này được chính phủ Kiev và các đồng minh phương Tây cho là một cái cớ vô căn cứ cho một cuộc chiến vô cớ.